đến từ khán giả có tên là Thuân, số điện thoại 0363, 3 số cuối 086 ở Thường Tín, thành phố Hà Nội có hỏi như sau. Nhà nuôi trâu khoảng 2 tháng và trâu thì đã nặng 3 tạ. Gần đây trâu có hiện tượng bị sưng to, nhô ở trên da và ở khu vực ức cũng như là hầu, có màu đỏ hồng. Trâu không sốt, có dịch ở mũi, kén ăn và khán giả không biết là trong trường hợp này thì trâu đã mắc bệnh gì. Xin mời chuyên gia có thể tư vấn giúp ạ. Vâng, kính thưa khán giả, thì nếu mà ở trên da đấy có những cái nốt mà nó nhô lên khỏi bề mặt da mà trâu không sốt thì bây giờ hiện nay chúng ta thấy có cái bệnh viêm da nổi cục, mà bệnh này là bệnh do virus đã có vaccine phòng, cho nên là chúng ta phải kiểm tra kỹ. Ở đây thì nhà gia đình khán giả có 2 con thôi, mà nếu mà đã mắc bệnh rồi thì chúng ta dùng vaccine cũng là hiệu quả rất là thấp. Thế cho nên là cái việc là chúng ta cách ly, và chúng ta thấy rằng nếu mà nó ở rìa mũi nó cũng có dịch thì chứng tỏ nó có viêm đường hô hấp nữa. Cho nên chúng ta mà nó ăn ít hơn thì chúng ta nên theo dõi chặt chẽ, đồng thời là có thể bổ sung vitamin nhóm B để cho nó ăn tăng lên. Đấy, nó tăng ăn lên và nâng sức đề kháng thì nó sẽ hồi phục được. Bởi vì những cái nếu mà bệnh viêm da nổi cục ở cái dạng nhẹ thì chúng ta vẫn có thể là khắc phục được, nhưng mà chúng ta phải chú ý là bệnh này là bệnh virus và có vaccine phòng, cho nên phải báo cán bộ thú y để tiêm phòng chủ động cho các con trâu bò trong khu vực. Đồng thời là con đã bị bệnh thì chúng ta phải cách ly và chúng ta diệt các vật trung gian truyền bệnh, đó là các loại hút máu. Đấy, con ruồi, muỗi, ve mòng, đấy những cái con đó nó hút máu ở con trâu mắc bệnh và nó có thể nó lây, nó hút nó sang con khỏe thì nó sẽ lây bầm bệnh sang. Đấy, chính vì thế cho chúng ta phải diệt những vật trung gian truyền bệnh. Đấy, làm tổng hợp các biện pháp đó thì tôi hy vọng rằng là sức đề kháng nó tốt, có thể những con đó nó khỏi được và chúng ta cũng chủ động tiêm phòng cho các con khác trong khu vực. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương.